Mùa hè này, Đà Nẵng có gì mới? Cineworld Banana Hills quy tụ 400 nghệ sĩ quốc tế trong ngành xiếc, ảo thuật và giải trí toàn cầu. Đà Nẵng Downtown, tâm điểm giải trí của thành phố. Trở nên vui face, hàng trăm thương hiệu mua sắm và ẩm thực độc đáo. Bản giao hưởng bên sông, show diễn chưa từng có tại Việt Nam. Kết hợp các loại hình nghệ thuật, trình diễn bởi các ngôi sao quốc tế, các nhà vô địch thế giới và pháo hoa nghệ thuật hàng đêm. Đà Nẵng, nơi nhất định phải đến. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.